Xin chào các bạn, trên tay mình đang là chiếc tai nghe chụp đầu không dây chống ồn chủ động của Sony, chiếc VK1000X, một trong những mẫu tai nghe chống ồn chụp đầu bán chạy nhất trên thế giới hiện nay. Và đây là chiếc hộp đựng chiếc tai nghe VKH1000X thế hệ thứ hai. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá xem chiếc VKH1000X M2 của Sony, xem chiếc tai nghe này có những cái đặc điểm gì nổi bật giúp nó trở thành một trong những cái sản phẩm bán chạy nhất trong cái phân khúc này nhé. Đây chúng ta có thể thấy chiếc tai nghe sở hữu hàng loạt những cái công nghệ cao cấp và thông minh nhất hiện nay, như là có cái nối NFC, cái nối Bluetooth chuẩn Hi-Res, sử dụng cái công nghệ chống ồn mới nhất của Sony và có thể hỗ trợ được cho cả điện thoại Android lẫn iOS. Đây, chúng ta sẽ cùng điểm qua những cái thông số kỹ thuật tạo nên chiếc tai nghe cao cấp này. Chiếc tai nghe có cái microphone HD giúp cho cái việc thu âm và nghe gọi của chúng ta đạt được cái hiệu quả cao nhất, cũng như là chống được cái tạp âm, lọc được cái tạp âm tốt nhất. Tai nghe sử dụng quick charge giúp chúng ta có thể sạc nhanh, ví dụ như với 10 phút sạc thì chúng ta có thể nghe được đến 70 phút cơ. Cái thời gian nghe nhạc của nó liên tục có thể lên đến tận 30 giờ, thời gian rất là dài. Hỗ trợ kích hoạt gọi Google Now hoặc là Siri. Tai nghe có tích hợp cái dây cắm audio để cắm khi mà chúng ta nghe nhạc có dây. Có cái adapter để chuyển đổi khi dùng trên máy bay. Dùng cái cáp micro USB để sạc và có cả hộp đựng. Chiếc tai nghe có thêm hạ cái ứng dụng con headphone connect của Sony ở trên App Store và Google Store để chúng ta có cài đặt và điều chỉnh những cái tính năng hữu ích và cá nhân hóa chiếc tai nghe này hơn. Đây một loạt những cái công nghệ tiên tiến nhất được áp dụng ở trên chiếc tai nghe này. Chiếc công nghệ LDAC giúp cho âm thanh được truyền tải 24 bit từ thiết bị đến chiếc tai nghe. Công nghệ Dark Digital, vân vân và vân vân. Công nghệ Qualcomm aptX HD. Chiếc tai nghe này được sản xuất tại Malaysia. Toàn bộ những phụ kiện như cáp này, hộp đựng này, sách hướng dẫn thì được sản xuất tại Trung Quốc. Vâng, đây chúng ta có thể thấy Sony có hướng dẫn cách sử dụng các phím của họ. Ở trên này chúng ta có một cái trackpad cảm ứng ở đây. Nó sẽ dùng để chúng ta điều khiển, chúng ta vuốt chạm để điều khiển chiếc tai nghe này. Không cần phải bấm. Nó rất là cao cấp và nó rất là hiện đại. Rồi, chúng ta sẽ mở hộp chiếc tai nghe này, khám phá xem chiếc Sony VKH1000X M2 này có thực sự đáng giá và có thực sự đáng mua như chúng ta nghĩ hay không. Đây là phía bên trong của chiếc hộp, một chiếc hộp đen bằng bìa cắt tông cứng. Bên trong là một lớp nhung giúp cho việc bảo vệ chiếc hộp này không bị va đập tốt hơn. Một chiếc hộp đựng rất là đẹp, cũng tương tự như chiếc hộp của chiếc VK1000X phiên bản 1, có logo Sony. Chiếc hộp này được làm bằng da, mặt phía sau thì được làm bằng một lớp vải rất mềm, có một cái dây đeo bằng vải. Đây, chúng ta sẽ khám phá chiếc hộp sau. Chúng ta sẽ đi xem phụ kiện của nó gồm có những gì nữa nào. Một cái cọng cáp. Ở đây chúng ta có một cái cọng cáp audio một đầu, hai đầu 3.5. Và cái cọng cáp này thì nó sẽ không thể nghe gọi được vì nó chỉ là có ba chấu thôi. Chính vì vậy nếu như chúng ta cắm cái cáp này vào thì nó chỉ đảm bảo cho chúng ta việc là chúng ta nghe nhạc thôi, chứ nó không thể giúp cho chúng ta đàm thoại được. Hơi tiếc, đáng lẽ như ở một chiếc tai nghe cao cấp như này thì chiếc cáp này nó sẽ phải tích hợp mic để giúp cho chúng ta nghe gọi khi mà hết pin. Nhưng không sao, chiếc tai nghe này có thời lượng pin lên đến 30 giờ, nên việc đấy gần như là không cần đến. Đây chúng ta có một cái cáp sạc, một đầu USB và một đầu micro. Chiếc cáp
Rồi, chúng ta có một cái phiếu bảo hành chính hãng của Sony. Các bạn lưu ý, khi chúng ta mua hàng tai nghe Sony ở Việt Nam, nếu là hàng chính hãng thì trong hộp luôn luôn có một cái phiếu bảo hành chính hãng của Sony như này. Và trong này nó sẽ có thời gian bảo hành. Chúng ta còn có một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng nữa. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng, chúng ta cần mở ra xem. Khi mua một sản phẩm điện tử thì mình khuyên các bạn nên đọc qua hướng dẫn sử dụng dù các bạn đã biết qua về nó, vì có những cái tính năng mà mới chúng ta chưa từng được biết đến hoặc hãng cũng chưa giới thiệu thì chúng ta có thể xem ở đây và có thể sử dụng nó một cách dễ dàng hơn. Rất nhiều những hình ảnh minh họa trực quan về hướng dẫn. Ở đây chúng ta có thấy là hướng dẫn cách tắt, cách bật. Chúng ta sẽ giữ 2 giây, chúng ta cũng giữ 2 giây. Cách kết nối Bluetooth ở trên điện thoại. Cách bật chế độ digital. Option các chế độ khác nhau. Microphone đàm thoại nó nằm ở đâu? Cách để chúng ta nhận cuộc gọi. Rất là nhiều. Chúng ta có thể chạm tay vào, đặt tay để có thể nghe được những người bên ngoài nói chuyện. Và chúng ta có thể cắm tai nghe vào để nghe nhạc khi có dây. Chúng ta kết nối với điện thoại một chạm qua NFC. Rất là nhiều vân vân và vân vân, ở đây rất là nhiều những tính năng, những cái hướng dẫn cụ thể cho chúng ta cách sử dụng và chúng ta nên đọc qua. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với chiếc hộp và chiếc tai nghe. Đây, một chiếc hộp đựng nó rất là gọn gàng, sang trọng và đẹp. Một chiếc hộp bằng da. Rất đẹp và rất sang. Rất nhỏ gọn. Đây, chiếc tai nghe được đặt ngay ngắn ở trong một chiếc hộp đã rất là nhỏ. Phía bên trong này là một lớp nỉ. Lớp nỉ này giúp cho chiếc tai nghe có khả năng chống sốc tốt hơn và cũng tránh cái việc xước va đập của chiếc tai nghe này. Đây, chúng ta còn có thêm cái gì đây? Một cái adapter chuyển đổi để dùng trên máy bay. Tờ giấy thôi. Đây, chúng ta dưới này thì Sony có một tờ giấy hướng dẫn chúng ta cách chúng ta đặt vào cái tai nghe vào trong hộp như nào và có thêm những cái phím bấm. Đấy, một chiếc hộp rất là đẹp. Chúng ta sẽ quay lại với cái nhân vật chính của chúng ta, chiếc tai nghe Sony VKH-1000X phiên bản M2. Chúng ta sẽ cùng xem qua xem những cái sự khác biệt của chiếc VKH-1000X M2 so với cái bản M1 trước đây. Về cơ bản thì thiết kế nó tương tự như thiết kế ở trên phiên bản trước. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây những cái sự khác biệt nhỏ ở cái phần ear cup này. Ở cái phần ear cup ở trên cái phiên bản M2 này thì nó đã được làm nhám cái phần này. Trước đây thì phần này được làm mịn. Thì cái việc làm nhám này nó sẽ giúp cho cái mặt này nó đỡ bị xước và giúp cho cái độ bền của chiếc tai nghe này theo thời gian là tốt hơn. Phần da của cái pad được làm rất là mềm. Ở bên trong này cũng có lớp mút. Ở giữa này chúng ta thấy có một cái điểm lồi lên. Ở đây là có một cái microphone. Hai bên đều như vậy. Để nó có thể thu được cái tiếng ồn và ở bên trong tai. Đó. Ở đây chúng ta có left right. Có một loạt những cái ký tự ghi sản phẩm được sản xuất tại Malaysia. Đấy. Thì
Phần này thì được làm bằng nhựa cứng. Ở trên này thì chúng ta có một phần đệm làm cho êm tai. Đây, chúng ta sẽ kéo ra như này. Phần trên này một lớp là một miếng inox giúp cho chiếc tai nghe có độ cứng và độ bền cao hơn. Phần này thì được làm bằng nhựa. Tất cả chỗ này được làm bằng nhựa hết. Được mạ chrome khá là đẹp. À, phía đằng sau này chúng ta có một cổng sạc và một cổng cắm jack 3.5. Bên này thì chúng ta có một nút nguồn. À, khi bật nguồn lên thì chúng ta sẽ giữ trong 2 giây để bật nguồn lên. Và khi đã kết nối thì chúng ta bấm một cái để biết được cái thời lượng pin là còn nhiều hay không. Bên này thì chúng ta có cái phím để điều chỉnh cái chế độ chống ồn. Đó. Bây giờ mình sẽ thử bật lên để kết nối với chiếc điện thoại. Chúng ta sẽ thấy khi bật lên thì nó sẽ kích hoạt ngay cái chế độ chống ồn ở trên chiếc tai nghe này. Và chiếc điện thoại sẽ dò trên cái chúng ta sẽ kết nối với cái điện thoại này. Đây, đã kết nối rồi. Và bây giờ trên điện thoại chúng ta thấy là nó có báo thời lượng pin. Thì chúng ta sẽ thử một số những cái tính năng khả năng chạm của nó. Đây, bây giờ mình sẽ bật nhạc lên. Chúng ta sẽ thử chơi nhạc. Xem cái tính năng chạm, một chạm của nó như nào. Cái jackpad của nó có thực sự là hoàn hảo hay không? Đây, các bạn có thể kéo để tăng giảm âm lượng. So với cái phiên bản trước đây thì cái phiên bản này, cái tăng giảm âm lượng của nó được làm một cách tối ưu hơn. Chúng ta quét chạm như này, nhưng mà cái tốc độ di chuyển, cái volume của nó thay đổi rất là chậm, giúp cho cái việc là chúng ta điều chỉnh những cái âm lượng một cách từ từ và nó hiệu quả hơn, tránh cái hiện tượng tay chúng ta bị vô tình chạm vào và cái âm lượng nó có thể tăng lên đột ngột làm chúng ta có thể bị khó chịu hoặc là đau tai. Thì cái việc chạm âm lượng nó thay đổi một cách từ từ như này rất là hiệu quả và rất là văn minh. Chúng ta sẽ vào thử một album mà có nhiều bài hát để chúng ta thử chuyển bài xem nào. Đây là một cái album có nhiều bài hát. Đó, các bạn có thấy không? Nó rất là nhạy, chuyển bài rất là nhanh. Đó, tăng giảm âm lượng này. Để dừng bài hát thì chúng ta sẽ kích đúp vào đây. Đó, các bạn thấy không? Khi mà chúng ta chuyển bài thì chúng ta chỉ cần kéo như này thôi. Nó sẽ chuyển bài. Dừng nhạc và chạy nhạc thì chúng ta sẽ kích đúp vào. Đó, các bạn thấy không? Rất là tiện lợi. À, để khi chúng ta muốn nói chuyện với một người bên ngoài mà khi chúng ta đang nghe nhạc thì chúng ta có thể đặt tay vào đây. Thì cái chế độ chống ồn nó sẽ bị bỏ đi và chúng ta có thể nghe nhạc. Đấy, các bạn nhìn nhá, để ý nhá, mình đặt tay vào đây một cái thì ở đây nó nhấp nháy chuyển sang một đèn vàng này. Nó thả tay ra thì chế độ chống ồn lại được kích hoạt lại. Rất là tiện lợi. Rất là cao cấp. Sau một cái thời gian sử dụng thì mình có một số những cái nhận xét về cái khả năng chống ồn của chiếc Sony VKH-1000X M2 này. So với cái phiên bản đầu tiên thì chiếc VKH-1000X M2 này cho cái khả năng chống ồn thông minh hơn, nó chủ động hơn và nó phù hợp hơn với nhiều cái đối tượng nghe nhạc, kể cả những người mà có đeo kính thì khả năng chống ồn của nó ở hai bên tai cũng cho cái sự cân bằng và cân đối tốt hơn. Chiếc tai nghe này là một chiếc tai nghe full size và nó có thể chụp hết vào đầu, hết vào tai và giúp cho chúng ta có thể nghe nhạc trong một cái thời gian dài mà không bị mỏi, không bị đau tai. Cái phần pad của nó rất là mềm, tuy nhiên là chiếc tai nghe cũng có trọng lượng khá là nặng nên khi đeo vào đầu một thời gian lâu thì chúng ta có thể tương đối mỏi gáy. Về chất lượng âm thanh ở trên chiếc Sony VKH-1000X bản M2 này thì
cho một cái chất lượng âm thanh cũng có một cái sự tối ưu và cái độ chi tiết nó tốt hơn so với phiên bản trước. Về tổng thể chất lượng âm thanh thì cũng năn ná như cái phiên bản trước. Thì đây vẫn là một chiếc tai nghe dùng để nghe tạp, và cái giải bass vẫn là một cái giải được ưu tiên nhiều nhất theo đúng truyền thống của Sony ở chiếc tai nghe 1000X này, cho một cái âm bass trầm và có độ rền và xuống rất là sâu. Chắc chắn đây là một cái giải hay nhất của chiếc W1000X này, nó sẽ hoàn toàn thỏa mãn những cái người khó tính nhất về cái âm trầm. Thì với cái âm trầm có độ sâu và cái độ rền tốt như này, giúp cho chiếc tai nghe này chơi gần như hoàn hảo những cái bản nhạc sôi động, những bản nhạc EDM và những với cái độ trầm yêu cầu rất là cao. Sau cái giải bass thì cái giải thứ hai mà chiếc 1000X này tạo ra cái nét đẹp đấy là cái chất riêng của Sony, đó là cái giải trung. Một cái giải trung có độ ấm nhưng vẫn giữ được cái độ thanh nhã, và khi nghe ở trên chiếc 1000X này thì chúng ta thấy những cái phần nhạc cụ và những cái âm thanh nó được thể hiện rất là đầy đủ và chi tiết. Cái giải mid của nó cũng được làm hơi lùi một chút, giúp cho cái không gian của cái bài nhạc trở nên rộng rãi. Cái phần chép ở trên chiếc 1000X này có lẽ là một cái phần mình không đánh giá cao nhất ở chiếc tai nghe này, nó chỉ ở mức độ trung bình thôi. Cái chép của 1000X này có đầy đủ nhưng nó chưa thực sự làm hài lòng mình, phần chép chưa thực sự nhiều và hấp dẫn với cá nhân mình. Tuy nhiên với cái phần chép có độ chi tiết nhưng bị cắt gọt đi một chút ở cái phần âm cao nhất thì nó sẽ giúp cho những cái bản nhạc đỡ bị chói, và đặc biệt với những cái bản nhạc sôi động khi nghe ở cái âm lượng lớn thì nó sẽ không bị cảm giác đau đầu và khó chịu cho người nghe. Về âm trường cũng là một cái điểm thực sự mình đánh giá rất là cao ở trên chiếc 1000X này. Âm trường của nó rất là rộng rãi và có cái khả năng tách lớp và tạo ra một cái không gian nhạc rất là sống động và rõ ràng. Với một cái khả năng chống ồn, thiết kế đẹp và khả năng cơ động của chiếc 1000X này thì rõ ràng đây là một cái sản phẩm cao cấp và nó xứng đáng là một cái lựa chọn cho chúng ta khi chúng ta đi du lịch hay phải di chuyển ở trên những cái môi trường ồn ào. Thì chiếc 1000X này sẽ giúp chúng ta loại bỏ cái tiếng ồn của môi trường xung quanh để chúng ta có thể tận hưởng những cái bản nhạc một cách trọn vẹn nhất. Hiện tại sản phẩm này đang được bán chính hãng tại iDo Audio. Để trải nghiệm các sản phẩm, xin mời các bạn qua iDo Audio 78 Lê Thanh Nghị. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip mở hộp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.